Đây là cái chiếc Mini Cooper S 2016 zin nguyên bản với màn hình 5.6 inch và đồng hồ Basic. BM Shop sẽ thực hiện việc nâng cấp NBT Evo Touch và đồng hồ 6WB Full LED cho chiếc BM, cho chiếc Mini Cooper 2018 này. Và đây là kết quả sau khi mà hoàn thành việc nâng cấp đồng hồ điện tử cũng như là màn hình NBT Evo ID 6 cảm ứng cho Mini Cooper 2018. Qua CarPlay full màn hình này, chắc anh là người đầu tiên ở miền Bắc có ấy. Cảm ứng gì ấy? Cảm ứng thì mới có ID 6 thì mới có CarPlay full màn hình như này. Ui giời, nhiều app thế. YouTube á? YouTube Premium, nghe nhạc. À, tưởng anh direct iPhone rồi. Còn đấy. Phải cảm ứng này, gái anh ngủ chung nó dễ nữa. Map phát xem nào. Map này chắc tí nữa đi. Chị gọi về rồi đấy. Mày chưa ra đường. Tí nữa anh đi nó sẽ nhận định vị. Cảm biến nữa. Con này thì còn gì nhà cảm biến với loa nữa đâu. Chuyển chế độ chỗ nào nhỉ? Chuyển cái gì? Ở đây, Sport này. Okay.